thuật dậm chân tại chỗ, kiếm chân dậm xuống, đồng thời bật chân trụ mạnh lên, kết hợp di chuyển sang ngang, di chuyển sang bên. Nhanh hơn nào. Dậm chân tại chỗ, sang ngang nào. Đổi chân, sang ngang. Tay đánh dứt khoát nhé. Khi tay đánh dứt khoát thì sẽ tạo thêm lực bật cho chân. Kỹ thuật tiếp theo, trước hết các bạn trùng hai chân, người nghiêng 45 độ di chuyển 4 bước sang ngang. Đổi bên. Giờ các bạn hãy kiếm chân sau, đẩy hông lên xuống theo nhịp chân mở. Rất tốt. Đừng quên đẩy hông lên nhé. Chúng ta thêm tay nhé. Một tay kết hợp như đang vê ngọn nến. Đổi tay nào. Nhanh hơn. Tiếp theo, các bạn thực hiện động tác bê nến, kết hợp di chuyển thành một vòng tròn. Đổi bên nào. Nhanh hơn. Các bạn đừng quên giữ khung người thẳng, bụng hóp chặt và vẫn đánh hông nhé.